Trước diễn biến phức tạp bởi số ca bệnh mắc COVID-19 ngày càng tăng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 tại 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn sẽ thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội. Tất cả người dân của 5 huyện, thị xã nói trên được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện gần 1.400 mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó có 7 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2, hơn 800 mẫu âm tính và có trên 500 mẫu đang chờ kết quả. Thông tin từ Tiểu ban điều trị cho biết, hiện đang có 15 ca COVID-19 ở nước ta diễn biến nặng và rất nặng. Đa phần là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền như suy thận, huyết áp cao, đái tháo đường, bệnh về tim mạch. Trong đó, bệnh nhân số 437 đang trong tình trạng nguy kịch, được sử dụng ECMO, tim phổi nhân tạo. Tiểu ban điều trị đề nghị các cơ sở y tế tập trung nguồn lực, dốc sức điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, nhưng phải chú trọng bảo vệ nhân viên y tế. Festival Huế lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào ngày 26 đến 31 tháng 8 tới đây. Tuy nhiên, do COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định rời sang năm 2021. Quyết định được ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra sáng hôm nay. Ban đầu, Festival Huế 2020 dự kiến diễn ra với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế luôn luôn mới với hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Trung tâm Festival Huế được giao gửi thư xin lỗi tới các nhà tài trợ, đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách vì sự rời hoãn này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ chiều nay, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 với tốc độ từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 8, vị trí tâm bão ở ngay trên phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Đêm qua 30 tháng 7 và sáng nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn, khiến mực nước ở nhiều nơi dâng cao, gây ngập cục bộ ở nhiều xã, chia cắt một số khu dân cư. Theo Ủy ban Nhân dân xã Erok, hiện đã có khoảng 20 căn nhà bị ngập. Lực lượng chức năng đã thành lập các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đi đến những vùng trọng yếu để hỗ trợ bà con sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, mưa lớn đã khiến hàng chục hecta lúa đang trổ đồng bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Cư Ca Bang bị ngập và hư hỏng. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020, hướng tới chào mừng 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hội nghị khẳng định trong 90 năm qua, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ đã được Đảng và Nhà nước ban hành, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, khích lệ động viên to lớn đối với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, thời kỳ khoa học công nghiệp lần thứ tư, hội nghị cũng đặt ra những nhiệm vụ mới cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục phát huy tính sáng tạo, cống hiến cho nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của cả nước, những tác phẩm có giá trị đỉnh cao, khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cũng như những giá trị mới của nền văn học nghệ thuật đương đại. Sau 3 ngày tổ chức nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, sáng nay Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 4 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Đại hội chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến bùng phát phức tạp. Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu đã tập trung thảo luận thực hiện 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, phát huy hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quân khu 4 tập trung xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thưa quý vị, trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 vừa qua, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã hứng chịu tổng cộng 9 lần động đất, một điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay tại địa phương này. Sự khốc liệt của thiên tai đã khiến cho nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hỏng nặng. Tại xã Tân Lập, theo người dân ở đây cho biết, cứ vài tiếng đồng hồ lại có một dư chấn mạnh làm rung chuyển nhà cửa. Bản Nậm Tôm thuộc khu di dân tái định cư Thủy điện Sơn La được xác định thiệt hại lớn nhất trong xã. Cả bản có 70 hộ thì có đến 38 hộ bị thiệt hại. Nhiều nhà bị sập ngói hoàn toàn, nứt tường, hỏng hóc đồ đạc trong nhà, phải sơ tán ra lán trại hoặc đi ở nhờ nhà người thân. Tiếng động rung nhà thì tôi chạy ra ngoài sân. Ngoài sân là đấy là bà con xung quanh thì cũng kêu bảo là có là nhà mình rung thế là rơi hết ngói, thế là chạy ra ngoài. Đấy. Nhìn thấy nhà thì nhà sập hết rồi. Ta nhìn thấy lồi núi bên kia cũng đổ xuống, mình sợ. Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Mộc Châu có 126 nhà dân ở các xã Nà Mường, Tà Lại, Mường Sang, Tân Lập, Ua Păng, Tân Hợp, thị trấn Nông Trường Mộc Châu bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa. Đá rơi do động đất làm bẹp một đầu xe chiến thắng tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay từ chiều hôm qua, thì những cái phần hộ gia đình mà bị hư hỏng nhẹ thì đã được huy động lực lượng tại chỗ của bản, của xã đến hỗ trợ bà con nhân dân lợp lại và đảm bảo cuộc sống ổn định. Trong ngày hôm nay chúng tôi kiểm tra thì những cái nhà bị nặng thì chính quyền xã cũng như là bản đã huy động lực lượng các hộ đình không bị ảnh hưởng, rồi lực lượng xung kích xã thì trực tiếp đến góp công góp sức để khắc phục lại những cái mái nhà cho nhân dân để đảm bảo cuộc sống. Hiện nay tất cả những cái vùng mà có nguy cơ sạt lở, kể cả mưa lũ hoặc là thiên tai, thì đã đều được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ban, nhất là ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh đã tập trung rà soát tất cả, kể cả kiểm tra các hồ đập như hồ đập thủy điện này, một số hồ đập nhỏ trên địa bàn tỉnh là đã đều được kiểm tra xác định. Nếu nó có vấn đề gì mà nguy hiểm thì đều có phải có cái phương án triển khai ngay. Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại do động đất gây ra, đồng thời sớm ổn định cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, đảo Cồn Cỏ, nơi từng gắn liền với những chiến công hào hùng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, nay trở mình thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn và mới lạ của tỉnh Quảng Trị. Vẻ đẹp hoang sơ nơi đây đang thu hút ngày càng đông du khách gần xa đến tham gia trải nghiệm, khám phá, và trong đó không ít người là những người trẻ tuổi. Hãy cùng với phóng viên Cuộc sống 24 giờ tìm hiểu và khám phá vẻ đẹp của hòn ngọc biển Đông này. Nằm cách đất liền 17 hải lý, đảo Cồn Cỏ được ví như một viên ngọc xanh của biển miền Trung. Từ đất liền, để di chuyển ra đảo, chỉ có một phương tiện duy nhất là tàu. Sau 1 tiếng 10 phút lênh đênh trên sóng nước, du khách sẽ được tận mắt khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo Cồn Cỏ. Đến đây, ngoài tắm biển, lặn ngắm san hô, du khách còn có thể tham quan rừng nguyên sinh, thăm nhà truyền thống đảo Cồn Cỏ, cột cờ Tổ quốc, ngắm toàn cảnh đảo Cồn Cỏ từ ngọn hải đăng trên đỉnh đồi cao nhất đảo. Vẻ đẹp kỳ vĩ, nguyên sơ của đảo đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với các du khách. Đảo Cồn Cỏ đây đúng là lần đầu tiên mình bước chân ra đảo. Đảo Cồn Cỏ rất đẹp, biển nước rất là trong xanh, và mình thấy là cái đảo có một cái thứ gì đấy có khả năng là tiềm năng thu hút du lịch rất lớn, nhưng mà chắc là vẫn chưa được đầu tư phát triển cho đúng theo cái tiềm năng của nó. Không chỉ ra đảo để tham quan du lịch, với nhiều người trẻ đến với đảo Cồn Cỏ còn là cách để họ thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương, san sẻ khó khăn với các hộ gia đình tự nguyện đến sinh sống lâu dài tại đảo.
Mình thấy rằng là mình được hưởng cái cuộc sống như này, mình phải phấn đấu nhiều hơn, phấn đấu trong công việc, truyền tải những cái tích cực nhất cho mọi người, năng lượng sống cho mọi người, để mọi người có không những là cống hiến trong công việc mà trong cuộc sống, trong xã hội cũng phải có những cái hoạt động để mà cùng chia sẻ, và không những là phát huy cái sức trẻ của mình mà còn có thể là cùng với nhau là thành một cái cộng đồng để có sự đoàn kết trong chúng ta. Còn với người có tuổi, các cựu chiến binh ghé thăm đảo Cồn Cỏ còn là cách để họ thể hiện sự thành kính, tri ân với những đồng đội đã ngã xuống nơi đây để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Tôi rất là mơ ước được đến Cồn Cỏ, nơi miền đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi ao ước trên đời là sẽ được đến đây, và hôm nay đã thỏa là niềm ước vọng là tôi được đến đây để mà thăm nơi Cồn Cỏ, là cái điểm thiêng liêng của Tổ quốc, và nơi này có rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh cả một đời, bỏ lại tuổi trẻ thanh xuân để cống hiến cho Tổ quốc. Thì chúng tôi là những người già, chúng tôi rất tự hào về lớp trẻ đã đi quên cả tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, mối quan tâm của du khách với đảo Cồn Cỏ là rất lớn. Tuy nhiên, phương tiện chở khách ra đảo hiện vẫn chưa có nhiều. Toàn đảo hiện chỉ có một tàu công vụ của huyện đảo Cồn Cỏ và một tàu chở khách của công ty Chín Nghĩa Quảng Trị. Đường khách thì Cồn Cỏ thì phương tiện nó bé hơn, nên là cũng thường thì cũng đủ khách. Còn lại riêng tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn Chín Nghĩa chúng tôi thì thường là không đủ khách, bởi vì lượng khách của chúng tôi đóng đã phương tiện nó phù hợp thì nó phải lớn, nhưng mà lượng khách đi lại còn ít, vì vậy chủ yếu chở được lượng khách khoảng được từ tầm một nửa và quá nửa thôi. Trong những năm vừa qua thì Cồn Cỏ thì theo cái định hướng của huyện thì sẽ phát triển đảo Cồn Cỏ sẽ là trở thành đảo văn hóa, đảo du lịch, đảo an toàn. Thế để làm được cái điều này thì Cồn Cỏ có rất nhiều cái tiềm năng lợi thế để rồi phát triển được cái du lịch của đảo. Thế đảo thì có là cái hệ sinh thái rừng và biển cũng hết sức là phong phú. Trong đó thì rừng ở trên đảo thì chiếm hết 74% diện tích là rừng. Còn rừng ở dưới biển thì Cồn Cỏ thì nằm trong cái ngư trường Con Hổ rộng gần 9.000 km2, là nơi giao thoa của các cái dòng hải lưu nóng lên. Vì vậy là cái trữ lượng tôm cá cũng rất là nhiều, và đấy cũng là một trong những cái tiền đề để huyện là thúc đẩy cái phát triển du lịch của huyện. Tiềm năng phát triển du lịch tại đảo Cồn Cỏ là rất lớn, và để tận dụng được những lợi thế ấy, tỉnh Quảng Trị đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm hệ thống lưu trú đạt chuẩn, cũng như mở rộng thêm các điểm du lịch để giữ chân du khách khi đến đây.